quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực, kịp thời chung sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Là địa bàn từng ghi nhận một số ca dương tính với COVID-19, những người làm công tác mặt trận tại thị xã Mỹ Hào đã không quản ngại khó khăn vất vả để cùng chính quyền và nhân dân thị xã phòng chống dịch một cách hiệu quả. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng là nhiệm vụ mà gần 600 người thuộc 53 tổ phòng chống COVID tại cộng đồng, tại các xã phường của thị xã Mỹ Hào vẫn làm suốt những ngày qua. Đặc biệt khi khu phố Nguyễn Xá thuộc phường Nhân Hòa trở thành điểm nóng về COVID-19 hồi tháng 5 vừa rồi, thì việc rà soát, phát hiện những đối tượng là F1, F2, những người từ vùng dịch trở về càng cấp thiết hơn bao giờ. Đã có 15 ca F0 được đưa đi điều trị, trên 17.000 ca F1, F2, F3 được theo dõi cách ly cùng trên 4.000 người từ vùng dịch trở về được giám sát. Thì chúng tôi xác định rằng coi như chỉ có hết nhà, hết người chứ không hết thời gian. Thời gian có thể chúng tôi đi hay 2-3 giờ sáng có khi cũng vẫn phải đi, vì có việc là chúng tôi sẽ vẫn phải đi. Những cán bộ Mặt trận Tổ quốc tại địa phương còn là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Tổ phòng chống dịch này thì có nhiều cách để mà vận động tuyên truyền nhân dân. Thứ nhất bằng loa, truyền thanh và cái thứ hai nữa là trực tiếp vận động từng nhà. Song song với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với chính quyền đoàn thể các xã phường tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc thị xã Mỹ Hào đã tiếp nhận trên 1,5 tỷ đồng tiền ủng hộ cùng 29 tấn gạo, 1.600 thùng mì tôm, hàng nghìn thùng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Tiền và hiện vật đã kịp thời hỗ trợ cho những người dân gặp khó khăn, người dân trong khu vực phong tỏa và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa, chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Chúng tôi cũng đã có cái xây dựng các cái kế hoạch cụ thể về những cái đối tượng vận động và cái đối tượng được thụ hưởng cái nguồn quyên góp đó cũng đều được rà soát và hỗ trợ tới tận tay. Với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa cùng với tinh thần đoàn kết trách nhiệm, sẻ chia của cả cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tích cực để cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần, vật chất cùng quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là ở các tỉnh thành phía Nam. Tại Hưng Yên, từ ngày 21 tháng 6 đến nay đã ghi nhận trên 300 ca dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, duy trì phát triển sản xuất. Đây chính là tiền đề thuận lợi để Hưng Yên có điều kiện chung tay hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Ngày 9 tháng 8, 30 y bác sĩ đầu tiên của Hưng Yên lên đường chi viện cho miền Nam. Chưa đầy một tháng sau đó, khi các đồng nghiệp còn chưa trở về, thì ngày 5 tháng 9, đoàn y bác sĩ thứ hai lại lên đường tiến về miền Nam để tiếp tục trận chiến cam go với kẻ thù vô hình là COVID-19. Chung là mọi người đều xung phong ra trận và rất là nhiệt huyết. Mọi người chuẩn bị tinh thần rất là cao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ để hỗ trợ cho các đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến đầu chống dịch trong thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ chi viện sức người mà sức của cũng được tăng cường cho miền Nam ruột thịt. Đầu tháng 9, Hưng Yên đã gửi 500 triệu đồng hỗ trợ cho tỉnh Long An. Cùng với đó, nhiều đội thiện nguyện đã đứng ra kêu gọi các tập thể cá nhân ủng hộ các vật phẩm cho đồng bào miền Nam. Hàng chục tấn nông sản như gạo, củ quả cùng nhiều đồ thiết yếu như sữa, nước uống, mì tôm, khẩu trang đã được chuyển tới đồng bào miền Nam. Chúng tôi mong muốn là gửi gắm những chút tình cảm yêu thương, mong muốn làm sao mà bà con trong đó trải qua cái giai đoạn khó khăn này. Với tinh thần lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, bằng những việc làm cụ thể, chính quyền và mỗi người dân Hưng Yên đang nỗ lực chung tay cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Nam đẩy lùi dịch COVID-19 để cuộc sống bình yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.